Công thức tẩy da chết siêu hiệu quả cho da nhạy cảm từ đường và mật ong. Cách tẩy tế bào chết bằng đường và mật ong. Công thức đặc chế này được sử dụng cho rất nhiều loại da khác nhau, nhất là da nhạy cảm. Ngoài đường, mật ong còn được thêm vào để loại bỏ các mảnh vụn tế bào chết, chống lại các vi khuẩn, bạn cũng có thể thêm một ít dầu vitamin E để giúp các tế bào chống lại các gốc tự do. Thêm một chút tinh dầu hoa cúc sẽ giúp làm dịu các vết kích ứng, mẩn đỏ, chàm trên da. Thành phần: Một chén đường thầu dầu, đường nâu cũng sẽ hoạt động 1 phần 4 chén đất sét bentonite, 15 giọt dầu hoa cúc, 1,5 muỗng canh dầu hạt nho, 1 muỗng mật ong nguyên chất, 1 nửa muỗng cà phê dầu vitamin E. Cách làm Trộn đều tất cả các thành phần trên trong một chén nhỏ. Dùng ngón tay trà một lượng nhỏ hỗn hợp trên da. Xoa tròn và đều vùng da cần tẩy tế bào chết, mát xa trong một phút. Rửa sạch lại bằng nước ấm. Công thức này chỉ thực sự phát huy tác dụng khi bạn dùng chúng hai lần mỗi tuần sử dụng quá nhiều sẽ làm cho da của bạn trở nên nhạy cảm và dễ kích ứng hơn sau khi tẩy tế bào chết có thể kết hợp thêm kem dưỡng để da sáng và khỏe hơn một công thức ngon bổ rẻ như vậy thì ngại gì mà không sử dụng để có làn da đẹp mịn màng